Xin chào mọi người. Em Thủy quay cho mọi người cây chanh. Chanh bonsai nhé các bác nhá. Chanh bonsai. Chưa được phê duyệt. Anh là ngôi thần thù, trọn đời anh chỉ yêu em mà thôi. Quay cho mọi người cây chanh tứ quý. Trời ơi, mà lát nhỉ, để em ghim lại số điện thoại lên màn hình đã. Quay cho mọi người cây chanh tứ quý nhá các bác nhá. Các bác vào xem live đi. Chanh tứ quý nè. Chờ Bình Hậu. Chờ một lát nữa cho đông đông người vào xem tí nhá. Cây chanh tứ quý mà hôm nay mình quay cho mọi người ấy, nó là chanh tứ quý bonsai nhé các bạn nhá. Hàng này cực kỳ hiếm luôn. Hàng này cực kỳ hiếm luôn đấy các bác nhá. Chanh tứ quý bonsai dành cho các bạn mà ở chung cư ấy. Mình ở chung cư hoặc là mình ở những cái căn nhà mà gọi là nhà phố. Mình không có sân sân vườn để mình trưng ở sân vườn thì mình có thể mua cái cây chanh tứ quý bonsai này. Về để mình kê ở các cái ban công hoặc mình kê ở sân thượng này. Kê trước cửa nhà, ở những cái không gian nhà phố nhỏ hẹp thì nó rất là đẹp nha mọi người nhá. Đây. Các bạn có thể kê ở ban công rất là đẹp luôn. Chanh bonsai này. Dáng cây rất là đẹp này. Dáng đẹp này. Dáng nhá, dáng cây đây. Nó cong cong rất là đẹp luôn. Đấy. Cong cong dáng gọi là cong cong hình chữ S nha các bạn nhá. Cong cong hình chữ S này. Quả rất là sai này. Quả mà khi em quay sát gần thì các bác mới nhìn thấy quả nó sai đẹp như này nhá. Còn khi mà em quay xa ấy, thì mọi người nhìn sẽ khó hơn. Bởi vì là cái cây chanh tứ quý này này, quả của nó bây giờ nó vẫn đang màu xanh. Khi quay xa thì cái màu lá của quả với cả màu lá của cây ấy, nó sẽ bị trùng màu với nhau nên là các bạn sẽ nhìn không rõ. Cây này thì trồng trong cái chậu kích thước là 60 à. Kích thước 60. 60 nhân cả 1 mét nhé mọi người nhé. Đếm đo lại kích thước ở cái chậu này nào. Hai mươi này, 40, chậu 50 thôi, 50 đến 80. Chậu này kích thước chậu là chậu 50. Chậu 50 nhân với cả chậu 50 nhân với cả cả 3 cả 80 nhá mọi người nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Đây. Quả cực kỳ sai luôn. Quả cực kỳ sai nhá các bạn nhá. Đây.
một người xem bạn là Nguyễn Hải ơi, bạn xem like của mình, bạn có xem được là like của mình không nhở? Không hiểu sao. Đấy. Mọi người có nhìn được like của mình không? Đây. Cây cực kỳ đẹp nhé các bạn nhé. Cây này cây cực kỳ đẹp luôn. Tranh từ quý dáng bonsai. Giá thì rất là bình dân cho mọi người. Tranh từ quý này giá cực kỳ bình dân nhé các bạn nhé. Giá của nó cực kỳ bình dân luôn. Bác nào đang về nhà mới mình cần chuẩn bị bác nào đang về nhà mới mà mình cần để set up biệt thự sân vườn ấy thì các bác có thể trồng cái cây chanh từ quý này. Quả rất là sai. Nó đang trên cây nó rất là đẹp nhá, nó vừa có lá này. Vừa lá này, lá chanh này thì ăn được nha các bác nhá. Vừa có lá này. Vừa có lộc lon này. Vừa có lá vừa có lộc lon nha các bạn nhá. Vừa lá vừa lộc lon vừa quả này. Đấy. Cây này các bạn mang về nhà chơi từ bây giờ cho đến Tết luôn. Vừa có lá chanh để ăn thịt gà này. Quả chanh thì vừa làm cảnh vừa vắt nước chấm được này. Đến cuối năm thì nó sẽ ra rất là nhiều hoa. Đến cuối năm thì nó sẽ ra rất là nhiều hoa nhá. Và cái được đến cuối năm thì cái quả chanh nó sẽ to hơn. Quả chanh nó sẽ to hơn và nó sẽ có thêm cả hoa nữa cơ. Đây. Em phải ra kia em phát like ở kia thôi, không ở đây nhạc có nhạc nó bị đánh bản quyền ấy. Em phát like.